Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt danh sách người dân được hỗ trợ miễn tiền thuê nhà chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể có 7.353 trường hợp đang thuê chung cư thuộc sở hữu nhà nước được miễn tiền thuê nhà 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 của năm 2021 với số tiền được miễn hơn 7,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 4.411 trường hợp đang thuê ký túc xá thuộc sở hữu nhà nước được hỗ trợ miễn tiền thuê nhà 3 tháng tháng 7 tháng 9 của năm 2021 với số tiền được miễn hơn 1,5 tỷ đồng. Đây là chính sách nhân văn của Đà Nẵng sau nhiều chính sách kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các hộ dân ở chung cư, nhà ở xã hội, nhà liên kê chủ yếu là hộ nghèo, kinh tế khó khăn, không có việc làm ổn định, thậm chí nhận trợ cấp xã hội, không có nguồn thu nhập chi trả tiền sinh hoạt. Việc thành phố có chính sách miễn tiền thuê nhà trong 3 tháng sẽ giúp người dân khó khăn giảm bớt gánh nặng.